chơi không hết về đổ ao cho cá. Không sao tôi về đây người ta nhỉ. Có chứ.
nắp sân thượng còn đỗ máy bay thì không có cầu thang máy hay chiến thôi. Ngủ phát là lên, giờ leo lên đến nơi thì mệt mẹ rồi. Bây giờ nó là phong trào. Ra Minh Khai ăn. Ở nhà mình có điều kiện rất là nhiều, cả đúng rồi. Đấy, Hà Nội bây giờ mua hết. Mấy người đi buổi chiều, còn đây thang máy mà không làm ngon. Sao không có chỗ mà làm? Buổi chiều tầm khoảng 3 giờ nó đi thực hiện. Khu đô thị 5 tầng, hai giờ có muốn làm cũng làm sẽ đục hết nhà. 3 giờ chiều mới có cơ. Đấy nhìn bắt lên á. Chiều 32 Lý Thường Kiệt bây giờ. Ngay đây này. Bánh mì bắt lên. 32 Lý Thường Kiệt. 8. Người dân Nam Định mình biết ăn quả bạc nhỉ? Biết ăn. Không biết chỗ nào ngon rồi. Có tiếc cái gì đâu. Đời là mấy phải ngon mới ăn chứ. Có hành đấy nhá. Rồi đầy đủ. Đây bà này bà ấy bán tầm nửa tiếng hết cái bánh cuốn. Đây kìa phở đán nhỉ. Không phở thì nhiều, phở rất nhiều phở ngon. Phở đán Bắc Ninh. Người nước ngoài người ta thích. Chị ơi, chị ơi, ngon không? Không, không. Không biết ông chồng nữa. Ông chồng nhưng mà ta cũng thích bằng nhiều. Ta không có cái loại húng này, nó có húng Thái Lan. Húng chó, đúng rồi. Hoa gì mà có. Nó là cái khí hậu, cái này nó thường thường là khí hậu mình mới được. Bên kia nó là khí hậu nó lạnh. Để đấy cái gì là nó có. Người ta đã chạy chóng luôn. Có bên cạnh rồi. Nhưng đây là húng ta. Chúng ta không có mình đất mình trồng theo đất lạnh cả nó bé tí tí này ăn thua mà cái này là dũng dũng bé này dũng là cháu lòng cái cành nó to đông lắm ối rồi anh cũng chưa đây ngồi mà ăn chị mà chờ một lúc nữa ăn còn chán nữa 15 phút nữa ok đang no đang thở ngủ mà ngon quá là vẫn chưa ăn chưa đấy. Nào mang cho ông một tí xong rồi ông ăn ít rồi sợ họ không mang cho mình mà không mang nước chấm được nhỉ? Không cho mang nước chấm thôi, bánh cuốn mang được. Bay hơn một hôm mà không mang được, nước chấm lại mang được, cái này không mang được. Cái này không mang được. Nó hỏng ngay anh, đồ Việt Nam mình nó chóng hỏng, nó đầu tư ấy. Mà mang đi Pháp đây, mà cái này cho vào tủ lạnh. Có mang sang Pháp được mà, họ vẫn mang được mà. Mang có trong không không? Mang này sang á? Mang cái này sang Pháp. Họ đóng vào cái thùng xốp. Thôi nhưng mà Pháp nó gần. Mỹ nó nửa vòng trái đất. Đúng rồi, 12 tiếng sang rồi. 18 tiếng bay. 18 tiếng bay rồi. Nó còn quá cảnh, nhiều khi phải đợi chờ 5-6 tiếng. Mình ai gạo sang bên nó phải chán. Ừ, có mà không, làm. Không làm được. Có mà làm. Cái này là chỉ gạo mới cả gì. Cứ nói là gạo vậy, trong thành phố Hồ Chí Minh bay ra đây mua đầy. Gạo mang trong cái nạp sao mà làm. Không thể làm được. Nó phải gạo nhất định, gạo gì ngon ngon. Gạo thì gạo đúng biết là gạo rồi. Gạo này chắc chắn phải là gạo Mục Tuyền mới làm được. Quan trọng nó ngâm bằng thuốc gì thôi. Đúng rồi. Thuốc sát, vui tính quá. Không biết ở nhà là cô cho cái gì. Không biết ở nhà cô cho cái thuốc sát, thuốc mê gì. Cho nên là mọi người ăn vào cứ mê tít như phải ra gặp bà. Xin giới thiệu đây là em Cao Kỳ Duyên. Mùa mê thuốc nú. Mùa mê kỳ duyên. Đầy thấp cái cao cái đéo phải thích thì bán chơi rẻ để bố mẹ cứ đổ cao. Đây bây giờ đến lượt anh này. Ta cho con tí. Đây cho lấy cho các ông người lượt đi thôi. Thì các tàn các sếp về thì đi làm cái này. Có 10 nghìn có 2 lá. Vâng đúng đấy, có 2 lá thì có 10 nghìn. Thì được rồi, trận chiến chờ.
10.000 người ta chào kìa, 10.000 quan trọng gì. Các sếp nhường là ok. Thế mua tưởng là 100 chứ 10.000 gì. Đấy, bây giờ thanh niên nó hiện đại thế, nhường phụ nữ trước hả? Ca lăng, cái bây giờ ca lăng lên này. Bốc cho ta 10.000 thì bốc đi. Đấy chứ. Này đã không anh? Làm. Anh đợi được. Cái cuốn này. Ôi cắt cho cháu 1/3 cái đấy nhé. Cắt cho bà 10.000, bà lại 10.000. Ôi cháu đợi rồi, cháu sau anh này cũng được. Cháu ngồi trong vắng. Nước vắng đi chả. Giá? Nước vắng đi chả. 10.000 cả chả. Cháu này mua tí. Cái thằng 3 tuổi nó ăn ít rồi. Đúng rồi, 3 tuổi ra thế thôi. Ít thôi mà. Đấy, đấy là được rồi. Đấy là nhiều. Cắt chả cho người ta một miếng là ok, miếng bé bé thôi. Đấy. Cái vấn đề gì nè? Đấy chứ hỏi thôi. Thế là hỏi. Hả? Hỏi thầy thôi, vấn đề gì đâu. Hỏi. Lắm chuyện nhỉ? Bà ấy không mặc tiêu ót nhỉ? Không, không chuyện gì là bà ấy. Đúng rồi, thế. Tôi vui là gì? Ăn bận không ho cười được. Đấy, cười rồi. Đó, nó cười rồi, được. Sao tí về bốc rồi. Tí về chọn nhạc được. Chắc chiến hay ai nhỉ? Chiến cứ trả đấy thì... 5,5 này. Ai mà ăn nhiều không? Để ít đấy, con 5 lạng rồi. Ăn cười ăn thừa nhớn phải nhiều. Đâu dậy thì muộn. Ăn cười ăn thừa nhớn này. Mấy ông thanh niên quá. Chứ không phải là ấy, này dậy thì muộn. Cái là đòi mà nói vơi cái. Đúng đấy, đòi hỏi giá nữa nè. Là sắp hẳn à. Là sắp sửa chuẩn bị. Đây mới gọi là người gầy thầy cơm rồi. Đấy. Ăn hẳn 5 lạng ấy, ăn vơi mận. Thật. Đủ 5 lạng thì không gì đói. Chờ 15 phút ăn 5 phút. Nó không vội quá mẹ thì vào ăn thỏ. Chờ bà con mà ăn xong thì mất mẹ ăn việc. Thảo có hết không? Có hết rưỡi không? Hết thì không hết rưỡi. Hết rưỡi thì khỏi rồi. Ăn cái này nó trôi tuột vào họng luôn. Cái này không cần nhai món ăn được đúng không? Nhờ. Phát tôi luôn. Cái tôi ngay. Chuẩn. Lúc nãy vừa bảo xong là ăn nó trôi tuột nhanh thế. Chưa kịp có cảm giác nó đã tuột hết vào họng. Thấy mà lắm không? Bán cho vui rồi. Đát lắm. Đó, lún cái này, lún cái này, lún cái này. Cái dạng mua 50.000 thì lượm này. Cái bánh này mà cho vào tủ lạnh nó vứt nhỉ? Không cho được, cho lạnh được, ăn lạnh được. Nhưng mà... Nó chỉ cứ... Để tí thôi, để ít thôi, quay lại ăn thì không ra cái gì cả. Ừ, quay lại nó kiểu thành nó như là cháo. Đúng rồi, phải để cháo không? Nó có được. Bánh đúc. Được, bánh đúc là tốt. Bánh đúc là nó còn hơi cứng cứng. Đấy là thành cháo. Nó chảy nước. You're talking about like if you put this one in the fridge. Bóc luôn như thế thì... Thì ăn cái gì bóc chứ sao nè, vấn đề... Có phải bà chủ mặt càng nghiêm khắc thì lại sẽ cặp càng ăn các anh uy tín. Không nghiêm khắc thì lần sau họ lại đến rồi. Ôm ở Hà Nội nhá. Xin làm bẩn. Alo. Không phải cửa hàng. Hàng bún chửi đây. Nhà luôn là cửa hàng bún chửi. Bún chửi là bác ở chỗ ông tặng ngay chỗ thằng tiện này. Không có bún chửi à? Đấy gọi là phở chửi. Phở chửi thì ông tặng đấy à? Mụ nó đánh đá giờ đỡ kiểu. Đỡ không? Đỡ thì ai ăn? Đánh đá sao cứ lao vào đấy nhỉ? Cứ được lọc. Này cho cháu một ít đi. Rồi, 10.000 thôi, đừng nhăn nhá. Cắt cho anh trước cho cháu sau nhé.
kẹo bánh, một kẹo chả. I'm just order nhiều nước mắm thì no thì ăn một thật. 40 cent. 40 cent. I can't eat too much. Có nhón nhiều nhiều. Làm chưa? Thành phân phối. À đũa đây à, đũa đây à? Chanh này ngon lắm. Chanh ngoài nó không có mùi gì. Chanh cườn. Tây nó ngố mày sao? nó rất là, tức là chanh ấy nó rất là kiểu như là nhiều nước. Nó không có hạt nhưng mà nó không thơm được như chanh nhiều. Ôi nhiều đấy cô. Cắt cho anh gì? Không cho anh. Ừ rồi rồi. Cắt cho chú. Ôi. Búa cô. Đúng là các chàng trai ăn khủng. Tâm tuổi ăn tuổi nhớn đây. Ta vẫn trung sức đây. Dậy thì mua ăn. Hành không nhỏ? Có chứ cho hành. Rồi ok. Ta vẫn trung sức đây. Đường vào đi. Đấy cho cháu đi rồi đến lần. Cháu cái chỗ thừa đấy là được. Vâng, xin chú. Cả chả gì hả cô? À. Này cứ đòi nhớn thì nhớn làm sao? Hàng này là hàng thứ tư rồi bà ơi. Một bát phở, xá xíu phở gà. Một đĩa bánh cuốn chỗ cái bà già kia rồi. À. Xong rồi trứng vịt lộn rồi, trứng vịt lộn rồi. Đây chẳng qua thấy cô duyên quá thì vào ăn. Duyên lợi thế. Cho cháu kẹo hành nha. Rồi. Đấy. Here is my... Vào đây hả? 60 cent. Good. I am going to eat it.